thương quá bà con ơi. Hiện tại là anh em chúng tôi đang hiện diện tại đảo Cò của thành phố Hưng Yên nhá. Thì hôm nay nhân cái dịp trời mưa gió anh em về quê thăm quê hương. Tôi thì về Hưng Yên mà đồng chí Tuyến thì về Thái Bình. Thì hôm nay cũng nhân dịp về quê thì anh em cũng ghé thăm cái đảo Cò của trung tâm thành phố của Hưng Yên ạ. Mọi người xem. Đấy, bao nhiêu cỏ ở giữa một cái hòn đảo mênh mông nước nhé cả nhà. Hơi xa xa tí thôi nhưng mà tí tôi sẽ zoom lại cho cả nhà xem. Cò đang đẻ, đang ấp trứng, đang vật nhau cả. Rất nhiều cỏ. Xin mời bà con nhé. Đây, giới thiệu cả nhà, đây là khuôn viên của đảo Cò nhé cả nhà. Đây là khuôn viên. Trời hôm nay nó hơi mưa gió tí thì cũng không sao cả. Cơ bản là anh em nó đam mê thì có tình cảm với quê hương thì bất cứ giá nào vẫn có thể trở về quê. Giới thiệu cả nhà, đây là chị Tuyến. Hello, bỏ băng khẩu ra cho anh em chiêm ngưỡng cái khuôn mặt trẻ trung của đồng chí. Đồng chí năm nay mới 99 rồi nhưng mà vẫn còn ngon lắm. Đấy, kệ nó. Mưa là việc của trời, đi là việc của ta. Đấy, ngon chưa? Đẹp chưa? Đấy. Đứng dưới tán cây như kiểu là bóng cây cơ lý ấy. Mưa chứ không sao đây. Đấy các bạn nhìn không? Lão tướng đứng dưới bóng cây cơ lia. Buổi sáng em làm dãy thấy bóng cây cơ lia. Đây, mời cả nhà chiêm ngưỡng khuôn viên hồ đây. Hồ rộng thênh thang luôn. Ở giữa là một hòn đảo nhá. Gọi cò như gọi đò đấy cả nhà ơi. Cò ơi! Quá đẹp luôn. Có cái rất đặc biệt. Mà xa xa kia có một cái đám cưới nữa cả nhà. MC đang nói phép. Đây, cò đang bay nhé cả nhà. Đây, mọi người nhìn kỹ này. Đấy, đẹp chưa? Đang đậu trắng một vùng kìa. Đấy. Đấy. Trời đang mưa lâm thâm cả nhà. Nhưng mà không quản ngại cái lòng người đam mê. Dù mưa hay bão anh em chúng tôi vẫn lên đường. Sáng nay anh em chúng tôi cất cánh lúc 6 giờ kém. Lang thang khắp phố phường. Ăn sáng ăn trưa các kiểu rồi bắt đầu hướng về phía đảo Cò trong thời điểm này. Ở đây có các dịch vụ thuyền con vịt. Nhà nào mà đẻ nhiều vịt thì đến đây mà thuê thuyền thì quá là tuyệt. Nhà mình có mỗi con vịt cho nên là ít khi đưa nó đi chơi lắm. Nhiều vịt thì tốt nhất là cho đi bơi để cho nó làm quen. Phượng thì có đấy nhưng mà chưa trổ hoa đâu cả nhà. Bây giờ mới gọi là đầu tháng 4 thôi cho nên là cũng chưa có gì cả. Nếu mà tháng nữa đến đây chắc chắn những tán phượng này sẽ đỏ rực trời luôn. Lão tướng ngon chưa? Anh em cũng có hẹn với lại câu lạc bộ trẻ của GFX của Suzuki Hưng Yên. Và tối nay anh em chúng tôi sẽ được gặp gỡ và giao lưu tại quê ngoại thôi. Anh gọi cá cho nó nhảy đi anh ơi. Và đây ca một bay sát kia một quay đẹp nhá. Liễu rủ mặt hồ này cả nhà này. Đẩy ra tí này. Liễu rủ mặt hồ. Quá đẹp. Mưa mà vẫn hữu tình nhỉ. Mưa vẫn đẹp. Đây mà có đôi ngồi đây hôn nhau thì cũng là quá đỉnh. Đẹp chưa? Quay xuyên qua để nhìn qua hốc này để ngắm đảo Cò nha. Xa quá.
mộng mơ không? Rất tiếc là chẳng có đôi nào dở hơi ra đây để hôn nhau ở giữa trời mưa này để mình quay cái phim. Điên, con cò được cái sao đúng không anh? Con cái à? Con đây là con cái à? Hay nhỉ, con cái này to nhỉ? Cái to thì đâu nhỉ? Con đực cũng phải làm việc nhiều thôi cơ bé. À, hay nhỉ? Con cái nó không phải làm việc mấy, con đực nó làm việc nhiều thôi bé. Quanh 4K đấy nhưng mà. Rồi. Quay hẳn 4K đi. Ui, ui xời, con có cái đấy rồi. Ê, đây, đây, đây. Lại đây. Con đang được à? Đấy, em bảo con đực nó to này, là con đực chứ. Đúng không? Nếu mà màu này là con đực nó to. À. Nếu mà màu kia là con đực nó bé, con đực nó à. À. Con đen thì bao giờ nó cũng bự. Nói chung riêng của hòn đảo thì nó làm việc nhiều rồi. Nó tách hẳn ra một con đảo rồi. Nếu mà tầm khoảng chiều chiều thì cò bay ra rất nhiều, nhưng bây giờ đang mưa cho nên là cò sẽ trú ngụ. À, nó chỉ ngồi im như kia được, đang rỉa lông, rỉa cánh cho nhau, hôn nhau giữa một hòn đảo xanh này. Đấy. Như nó thấy mình cảm thấy hiện hay sao? Đúng rồi đấy, đang đạp mái. Đẹp nhỉ? Tình thế tốt gì bây giờ đang yêu tốt. Giờ mà chờ em được yêu nhỉ? Giờ này mà còn được yêu thì tốt chứ. Vợ đang nghe cái câu này nó sốt ruột. À, mình thử lượn ra đằng này một tí nhỉ. Vừa đi hướng đông rồi bây giờ mẹ anh em mình đi hướng tây nhá. Hướng tây tí đi. Mẹ để ý xe không, nó lấy mẹ xe để lại lốp. Mất chết. Quạc quạc. Cò này kêu tiếng quạo. Mộng mơ. Không bay được thì mình bay ở dưới. Đấy là bay. Chạy vòng nào. Tập thể dục. Ở nhà thì chả đi bộ bao giờ, nhưng mà đến đây đi bộ mầm. Hôm nay mình đi. Ui cá. Ui hay quá. Ý đâu đâu đi nhỉ. Phí quá mẹ. Cá chào đón mình. Con cá này to phải to phải tầm khoảng 3 yến nhỉ. Nó nhảy trộm lên. Nó khoảng 3 đến 2 thì đấy. Con này 3 lạng mốt. Chào đón, nhảy mình chào đón như cá heo. Như cá heo. Sao sao cái sản phẩm ra. Vô tình rồi, chờ quay được. Tối nay nghỉ, em nghỉ hưu thì em về đây em đăng cai cái hồ này. Chuyên cho các cặp đôi tình nhân đến đây để yêu đương đấy chứ còn mình thu vé đấy thôi. Chú đưa cái thì anh cái mảng này nhìn thấy chưa con cái? Con này con cái à? Cái. Anh nhìn giỏi nhỉ? Ơi. Nhìn được cả máy con nó. Con coi nhìn cái này mà. À, máy của nó soi xuống dưới hồ. Có cái dưới hồ nó bóng lên đại. Kiểu nhìn chị em mặc váy là phải nhìn dưới hồ chứ không nhìn ở trên. Trên này. Nhìn trên này. Nhìn dưới nước nó hấp lên. Kinh nghiệm. Kia đàn cò bắt đầu đi chơi anh em ơi. Đàn cò bắt đầu về tiên tiến ơi. Ừ, cứ về trước đi nhá, tối uống rượu nhá. Ừ. Con này biết ý phết đấy, về chuẩn bị đấy. À con này về Thái Bình này. Ừ, anh Tiến đang ở đây. Đấy, bay lên rồi đấy.
nhà cứ chờ nhá. Ở nhà cứ chờ nhá. Ở đây còn ít ý, còn nếu mà về đảo cò bên Hải Dương cơ. Hải Dương nhiều lắm. Hải Dương mình được bay chuyển tận nơi xuống. Ui. Cò to nhỉ. Chúa. Kệ đấy chứ, mưa nó có cái hay của mưa. Chứ mọi người mà cứ tìm cái thời tiết mà nó đẹp, nắng ráo rồi cứ quay để lấy hình thì nó không hiểu được cái mưa như những cái cảnh mưa thì ai nói nên lời. Không nên để mưa nó cũng khổ nó tự thân. Nắng có cái hay của nắng, mưa có hay của mưa. Đấy. Nắng đi đến đây vướng chân vào sườn nên bao nhiêu người đi vướng không quay được. Mưa đi đến đây chỉ có chúng ta. Chúng ta và cò. Ê. Quay zoom lại tí xong là anh em mình rút quân về Phù Cừ nhỉ. Mấy lần em về đây cũng đều mưa nhỉ? Toàn mưa này. Số mình gặp cả cò là đều mưa. Báo cáo bà con là anh em chúng tôi vừa ngắm chiêm ngưỡng đảo cò của thành phố Hưng Yên và có rất nhiều cảm xúc, tại vì hôm nay trời nó cũng mưa nhưng mà nó không làm lòng anh em là bằng cái tình cảm của anh em là cũng là đều là cái sự đam mê gọi là về cái tình cảm về quê hương của nhau ấy, nên là hôm nay hai anh em là bố trí thời gian là về Hưng Yên với lại về quê của anh Tuyến là Thái Bình. Chỗ anh Tuyến với lại chỗ tôi, chỗ Hưng Yên với Thái Bình nó rất gần nhau, cách nhau có 17 cây anh nhỉ, rất gần, cho nên là anh em này gắn bó về vừa là thăm quê hương, vừa là đến thăm những cái khu bảo tàng, khu di tích, cái khu du lịch của tỉnh mình. Và tối nay anh em cũng giao lưu gặp anh em câu lạc bộ của những cái sự đam mê về dòng xe, thì báo cáo cả nhà là như thế. Thì hiện tại anh em chúng tôi đến điểm đầu tiên là đảo cò trung tâm của thành phố Hưng Yên. Còn sau đó ngày mai ngày kia anh em chúng tôi sẽ đến đảo cò bên Hải Dương. Đấy. Cho nên là chúng tôi vừa cũng review một chút video, lẽ ra là thời tiết nó đẹp ấy, tôi cũng đưa máy bay lên để quay toàn những cảnh quay gần được, nhưng mà nó mưa quá nên máy bay cũng không cất cánh được. Cho nên là tôi hẹn lần sau anh em đến thì sẽ làm những cái hình ảnh đẹp hơn. Để cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video và tôi quay về cái đảo cò trong cái lúc mà nó trời nó mưa như này. Xin cảm ơn cả nhà. Cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại.